Thời niên thiếu có tất cả nhưng chẳng có gì. Psy là nghệ danh của Park Ji-sang, một ca sĩ, rapper, nhạc sĩ và cũng là nhà sản xuất âm nhạc đến từ Hàn Quốc. Sinh năm 1977 trong một gia đình giàu có, bố và mẹ anh đều là doanh nhân thành đạt ở khu nhà giàu Gangnam ở thủ đô Seoul hoa lệ. Ngay từ nhỏ, Psy vốn được kỳ vọng sẽ trở thành doanh nhân nối nghiệp gia đình và anh thậm chí đã du học ngành kinh tế tại Đại học Boston. Tuy nhiên, tố chất nghệ thuật và cá tính âm nhạc lại sớm bộc lộ trong chàng quý tử nhà giàu và anh đã bỏ dở chuyện học chỉ sau một năm. Psy dạy hướng sang học tại Berklee College of Music, một trong những học viện âm nhạc đào tạo đương đại đẳng cấp nhất thế giới. Dù cuối cùng Psy không lấy nổi bằng tốt nghiệp vì quá lười nhác và không chịu được áp lực trốn học đường, đây vẫn là nơi có công định hướng và phát triển tài năng chớm nở của chàng trai trẻ. Sau này, Psy thừa nhận mình là người lười học, nhưng trong người luôn sôi sục máu nghệ thuật. Thời gian còn học ở Mỹ, gia đình gửi bao nhiêu tiền thì Psy đốt bấy nhiêu tiền vào các nhạc cụ điện tử. BXY nổi tiếng với phong cách trình diễn hài hước mà điên loạn, những ca khúc có lời lẽ táo bạo cùng với ngoại hình lệch chuẩn so với phần còn lại của K-pop. Nổi tiếng và trở thành hiện tượng toàn cầu với ca khúc Gangnam Style, nhưng sau đó lại có dấu hiệu tụt dốc khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp. Sở hữu ngoại hình không mấy nổi bật, thế nên sự nghiệp của anh cũng có phần gặp khó khăn và trắc trở. Psy và hành trình âm nhạc nhiều sóng gió. Vào những năm 2000, thống trị ngành giải trí xứ Hàn là những gương mặt đẹp như hoa cùng vũ đạo bắt mắt. Một nam hoặc nữ ca sĩ tại Hàn Quốc theo đuổi nghệ thuật khi không có lợi thế ở ngoại hình vốn là điều không tưởng. Tuy nhiên, Psy chính thức chào sân bằng album mang tên Psy from the Psycho World vào đầu năm 2001, dù không sở hữu khuôn mặt bảnh bao hay ngoại hình cân đối. Psy vốn là từ viết tắt của Psycho, nghĩa là kẻ tâm thần trong tiếng Anh, nam ca sĩ khẳng định. Nghệ danh của tôi đã nói lên tất cả những gì mình muốn khi bước chân vào con đường âm nhạc hào nhoáng, nhưng cũng răng sẵn không ít cạm bẫy. Những năm đầu, tôi bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ để sống với thứ âm nhạc của chính mình. Psy được mệnh danh là The Bizarre Singer, có nghĩa là gã ca sĩ kỳ quái nhờ cá tính mạnh mẽ trong âm nhạc, ngoại hình không đụng hàng và những bước nhảy chỉ có Psy mới tưởng tượng ra. Anh tự nhận mình không đi theo khuôn mẫu nhạc Hàn. Âm nhạc của tôi là thứ nhạc phương Tây nhưng lời ca khúc bằng tiếng Hàn. Vì vậy ở một góc độ nào đó, đây là sự gặp gỡ giữa phương Đông và phương Tây. Album Psy from the Psycho World chứa nhiều ngôn ngữ không phù hợp, khiến nam ca sĩ phải nộp phạt và bị hạn chế lưu hành. Dù vậy, công chúng yêu nhạc K-pop có phản hồi rất tốt với sản phẩm đầu tay của Psy, đặc biệt là thế hệ trẻ luôn muốn chứng tỏ bản thân. Từ đó, Psy trở thành một nghệ sĩ bị liệt vào danh sách đen với nhiều đối tượng khán giả. Album thứ hai của anh mang tên Four Dolls cũng không có số phận khá khẩm hơn khi bị dán nhãn 18+ và hạn chế bán trên thị trường. Album thứ ba của Psy quảng bá cho World Cup 2002 tại Hàn Quốc mang tên Champion cũng để lại không ít tai tiếng. Nhưng dù sao, Champion vẫn giúp Psy thu về giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp và khiến tên tuổi của nam ca sĩ này nổi lên như cồn. Từ chối khuôn mẫu của xã hội cũng như của ngành công nghiệp âm nhạc, Psy tiếp tục giành được cảm tình của người hâm mộ cho đến khi sự nghiệp của anh buộc phải ngắt quãng do phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào năm 2003. Album thứ tư với tên gọi Sajip của Psy được anh phát hành một năm sau khi ra khỏi quân ngũ. Đây cũng chính là sản phẩm giúp anh được xướng tên tại giải thưởng âm nhạc SBS và giải thưởng âm nhạc châu Á Minet Mama cùng năm. Trở lại sân khấu âm nhạc đang được thống trị bởi những ca sĩ thần tượng và những nhóm nhạc, BXY định hướng bản thân theo con đường chuyên nghiệp, nhưng song với cá tính quá khác biệt so với phần còn lại, thế nên sự nghiệp âm nhạc của BXY cũng không mấy phần rực rỡ. Nhưng phải đến năm 2012, khi cho ra mắt đĩa đơn Gangnam Style, những nỗ lực của anh mới được đền đáp xứng đáng. Gangnam Style đưa Psy lên đỉnh cao của sự nghiệp. Tình hình tài chính kiệt quệ khiến Psy không còn khả năng phát hành sản phẩm âm nhạc độc lập. Vì vậy, nam ca sĩ đã gia nhập công ty giải trí YG Entertainment mà ở đó, giám đốc điều hành Yang Hyun-suk chính là bạn thân của anh. Thời gian đầu, Gangnam Style không được chú ý nhiều, nhưng bất ngờ bùng nổ kể từ tháng 11 trên khắp các phương tiện truyền thông lớn của thế giới. Ca khúc tưởng như chẳng có gì đặc biệt lại đưa Psy trở thành ngôi sao đẳng cấp quốc tế. Đây quả thực giống như thứ virus lây lan một cách chóng mặt. Không chỉ được báo chí săn đón, mà Gangnam Style còn nhận được rất nhiều lời khen từ các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như ngạc nhiên, tuyệt vời hay đáng khâm phục.
Chính Psy cũng không thể tưởng tượng ra cảnh Gangnam Style làm mưa làm gió trên thế giới. Trang béo của làng K-pop chỉ khẳng định, khi phát hành Gangnam Style, mục đích của tôi chỉ là làm sao để bài hát được đón nhận thật nhiều tại Hàn Quốc. Tôi cũng không thể hiểu vì sao nó trở thành cơn sốt đình đám tới vậy. Thành công của Gangnam Style đến một cách bất ngờ nhưng mang ý nghĩa to lớn với nền âm nhạc Hàn Quốc và cả thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, một ca sĩ K-pop có bài hát vươn đến top 20 bảng xếp hạng Billboard. Video âm nhạc Gangnam Style đã vượt qua cột mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube vào cuối năm 2012. Bản nhạc đi vào lịch sử với tư cách là MV đầu tiên đạt được điều này trong lịch sử của trang web. Psy sau đó được các phương tiện truyền thông công nhận là vua của YouTube. Khi mà trên thế giới chưa từng có khái niệm tỷ view, Gangnam Style ra mắt chưa đầy một năm đã xuất sắc cán mốc 9 con số. Tính đến hiện tại, đây vẫn là một trong những video có lượt xem nhiều nhất trên YouTube với hơn 3,7 tỷ lượt xem. Theo tờ The Guardian, Gangnam Style gây sốt vì điệu nhảy ngựa tưởng chừng đơn giản nhưng độc đáo và gây tò mò cho đám đông. Tiếp đó, giai điệu EDM sôi động của Gangnam Style khiến người nghe muốn nhảy ở bất kỳ đâu. Sau cùng, Psy tạo dấu ấn ở phần ca từ dí dỏm và phần diễn xuất theo đúng chất người điên nhưng lại khá đáng yêu trong MV. Từ đó, sự nghiệp của Psy phát triển với một tốc độ vũ bão cả ở trong nước lẫn quốc tế, điều mà biết bao người mơ ước. Anh góp mặt ở một loạt chương trình truyền hình danh giá ở Mỹ và số lần biểu diễn tại sân khấu lớn không thể đếm xuể. Cuối năm 2012, Psy đã trở thành nghệ sĩ âm nhạc Hàn Quốc thứ hai xuất hiện tại giải thưởng âm nhạc MTV Europe, nơi anh biểu diễn Gangnam Style và vượt qua nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như Rihanna, Katy Perry và Lady Gaga để giành giải video xuất sắc nhất. Psy cũng bỏ túi 4 giải thưởng tại Mnet Asian Music Awards 2012. Bên cạnh đó, màn biểu diễn của anh trong một bữa tiệc chào đón năm mới tại Mỹ được truyền hình trực tiếp trước hàng triệu người ở quảng trường thời đại, thành phố New York. Không chỉ nhận được lời khen của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama về điệu nhảy ngựa kéo thế giới lại gần nhau hơn, Psy còn được gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon tại trụ sở Liên Hợp Quốc, nơi ông bày tỏ mong muốn hợp tác với nam ca sĩ. Thành tựu lớn nhất của gã béo có lẽ chính là khi anh được biểu diễn cùng nhạc sĩ người Mỹ Madonna trong buổi hòa nhạc tại New York thuộc chuyến lưu diễn The MDNA. Đúng như chủ tịch YG Yang Hyun-suk từng nhận định, Psy chỉ cần dung hòa những yếu tố để thu hút công chúng và Gangnam Style đã thành công theo cách như vậy. Hậu Gangnam Style và sự nghiệp có xu hướng tụt dốc. Vẫn trung thành với phong cách khác người và hạn chế sử dụng kỹ xảo âm thanh từ nhạc cụ điện tử vốn rất thịnh hành hiện nay, Psy đang chứng tỏ mạch thành công của anh vẫn chưa dừng lại. Trong suốt năm 2013, Psy tiếp tục quảng bá cho sản phẩm tiếp theo mang tên Gentleman. Lần này, anh chăm chỉ xuất hiện trên sân khấu các cuộc thi lớn như chung kết American Idol 12, Dancing with the Stars 16 và cả Britain's Got Talent 7. Bên cạnh đó, anh cũng đẩy mạnh việc hợp tác với các nghệ sĩ khác trong sản phẩm âm nhạc như kết hợp cùng rapper người Mỹ Snoop Dogg trong Hangover, CL và Will.i.am trong album Chilli Psyda, Haji Dragon, Taeya và Sonyeom A-pink trong New Face. Trong âm nhạc, sau mỗi cánh cửa, thành công đồng thời cũng là sự thách thức. Với Psy, điều đó càng rõ khi chính bản thân anh cũng chưa ý thức mình cần làm gì khi đứng ở tột đỉnh vinh quang. Điều đáng tiếc là Gentleman không phải là bản nhạc đủ sức giúp Psy vượt qua cái bóng của Gangnam Style. Ca khúc dù mang phong cách vui nhộn tương tự và vẫn có lượng người xem khủng, nhưng bản thân anh phải hứng chịu không ít chê bai. MV Gentleman không qua được khâu kiểm duyệt của đài truyền hình Hàn Quốc KBS vì chứa hình ảnh kém văn minh và khiếm nhã. Psy cũng dần mất đi sức sáng tạo và luôn cố gắng sao chép lại sự hài hước gây sốt của Gangnam Style mà bỏ quên phong cách thực sự của mình. Từ 2013 đến 2017, nam ca sĩ đã phát hành thêm nhiều sản phẩm mới, song tất cả đều bị lu mờ bởi cái bóng quá lớn của Gangnam Style. Đi đến đâu, khán giả cũng chỉ nhớ và yêu cầu anh trình diễn ca khúc này khiến nó ngày càng trở nên nặng gánh. Chính Psy từng nói, Gangnam Style vừa là giấc mơ, vừa là ác mộng. Thậm chí trong album gần nhất là 4x2x8, Psy chấp nhận từ bỏ hình tượng lố bịch nổi loạn để quay về với sự chân thành như trước, nhưng cũng không thành công như mong đợi. Psy ở tuổi tứ tuần đang loay hoay tìm cho mình hướng đi nhằm cứu vãn sự nghiệp, trong khi lớp thần tượng mới tài năng đang phát triển như nấm mọc sau mưa. Sự nghiệp thì không mấy suôn sẻ, đời tư của BSY cũng vướng khá nhiều bê bối. Vào năm 2001, khi ra mắt với vai trò là một ca sĩ, anh đã bị cảnh sát bắt giam vì tội tàng trữ ma túy.
Tuy nhiên, sau đó Pierre White đã nộp phạt để được tại ngoại. Nhưng với những nền giải trí khó tính với đời tư nghệ sĩ như Hàn Quốc thì đó vẫn là một vết nhơ không thể nào xóa được. Nam ca sĩ lắm tài nhiều tật, Psy đã được miễn nhiệm vụ quân sự do làm việc tại một công ty phát triển phần mềm và dự kiến sẽ được mãn nghĩa vụ sau 2 năm. Tuy nhiên sau đó anh bị phanh phui, không hoàn thành nghĩa vụ quân sự mà vẫn lén lút đi diễn kiếm tiền trong thời gian vẫn tại ngũ. Người hâm mộ đã vô cùng giận dữ và dư luận ép Psy nhập ngũ lần 2 vào năm 2007, cho dù khi này vợ nam ca sĩ sắp sinh con. Ở tuổi 41, Psy chính thức nói lời chia tay với YG sau 8 năm gắn bó và thành lập công ty giải trí riêng P-Nation. Hiện nay, đây đã trở thành ngôi nhà của các nghệ sĩ như Jessie, Hwina và cựu thành viên Pentagon Edon và Crush. Dẫu tiếc nuối cho thành công gian dở của PSY kể từ sau bản hit Gangnam Style, nhưng vẫn không thể chối bỏ được dấu ấn lớn của anh trên lịch sử âm nhạc thế giới. Có lẽ đạt được thành công đã khó, nhưng giữ vững vị thế ở đỉnh cao lại còn khó hơn gấp bội. Dẫu vậy, khi nhắc đến ca khúc Gangnam Style, người ta vẫn nhớ đến một hiện tượng gây sốt toàn cầu, đó chính là PSY. Các bạn đang xem video trên VGT và đừng quên nhấn nút like cũng như đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé.